Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời ai đó. Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này trích đít mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. Ờ. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, water nghe. Bà nó có đầu óc bà không, nào ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability. Là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi stability ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là gì biết lòng tổ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì nó không biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? Hả? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ, giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À, lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ, chạy lên nha. Đi ra đằng trước.
cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước, đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa? Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được à. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. Ngậm à? Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo quẹo cái chân lại, quẹo quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà biết tôi không bò hả bà? Ờ tao bò, bò, bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Trời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy nhảy? Ôi, thấy sao tôi đưa? Bà nhảy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn say. Lò hát, lò hát. Hả? Lò hát. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Đỡ. Không nổi đâu. Lo. Cười lên. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng qua húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi, tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ vậy nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhiễm. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình thi. Rau rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại.
chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? À. À, thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi trời. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. À. Chờ một tí nha, dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng, em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng, thế hôm nay... Chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Yeah. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Yeah. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Yeah. Thế đi đây có việc gì? Dạ yeah, vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ yeah. Con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn, tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu yeah. không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Yeah. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Yeah. Nghề đấy là nghề của tôi. Yeah. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tê ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma. Hèn gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lạnh à. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nữa, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma.
thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi, thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi ở chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy thầy. Thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở Hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm. Tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì. Bình thường không có gì. Không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì. Ok yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy thầy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cốp đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết cho nên con mới nói là thầy nghĩ vậy chứ con không phải là con không tin thầy đó. Súng thôi. Đó, quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biết thầy một chút quà.
Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex, chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết, before đó thì tôi không biết, nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ấy thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này, thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô na nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy, thôi con cứ mang về. Dạy việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ôi, lại, bà đây. Thôi đưa đây. Gớm. Ừ, thôi, thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp bốn cái này coi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Ừ, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Ừ, thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Ano. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Vâng. Ê nhỏ. Trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ của ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy phiêu diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chưa có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có? Ê, con thầy có nè, thầy đỡ đi. Ê. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Mà bác. Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Mà ông yếu thiệt. Đơn giản chỉ có 4 phát đạn M79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời thế, ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thụng cả dòng họ mày, ông chết là hơn đó. Có gì mà nói mình ông chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời. Mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nha. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ, nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho.
Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng nay á, đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế, tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi, đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi, khỏi kêu bà về thầy. Anh xong mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi gọi hồn ấy, chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi, thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. 1 cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ừ, thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Đốt tôi tính, sơ, tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu. Cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Thành thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi dạ. Thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về, ông ghi làm sao tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tỷ. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy cho họ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí, người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi.
gom 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ, khấn đi xong rồi thầy đọc thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Ôi cay quá thầy. Coi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ. Tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thầy, người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Ta đang cấn mà. Đây bị keo nó về mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang? Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên này in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó mặt nó cứ đần thối là đúng tên rồi. Đúng có đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao thì không sát một chữ nào à? Thì thả lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. King pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch year of the chicken. Ba tuổi. Xong chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vẫn diệu. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the củ chi Việt Nam. Người nào không có dấu nguy hiểm thầy. Gia số 2358 Center lộ. Center lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huế Kỳ.
Putrefy Enchantress San Jose City California 95112 Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of American. Gớm mày thông cảm, tao mới qua có mấy năm đọc không rồi. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Oh. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hot sack để mà chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Gọi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Có sao nó thầy? Nó nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy hả thầy? Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó hả? Conestezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy? Cũng mà, lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên đình đình địa đình đình. Cái vườn cái thầy. Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một. Nó lên bốn chữ đa thủy tắc trầm. Chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chút đuối không lẽ nằm trên bờ? Thì bởi thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy thầy chờ con chút. Con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn.
Nhưng mà anh phải phải thông biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Gì? Tôi á là muốn kiếm biết xác nó ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Rớt anh. Chứ còn gì nữa. Làm mần hụt mấy tháng nay à. Bắt mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo ta dẹp nghề? Sợ xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300 đúng không? Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi. Mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấm gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cà tun mãi, bây giờ mày cứ như cà tun ấy. Chữa tương lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Cái này bảo này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui khỏe. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé, cũng là đôi giày số 47 mà lọt vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà lọt vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ừ vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe. Gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo. Lúc đây là chết, và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi. Luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rước bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rước. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chét xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích
thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây, có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thầy Giám thân ái kính chào quý vị, quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên Thái Giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy. Trời ơi, đâu phải Thái Giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ Giám là dễ nhớ nhất. Thái Giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái lương hồ quản hát bội tân nhạc cổ nhạc gì đó hả, tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á? Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì à. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe ngang, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe ngang. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, trời đất ơi, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lứa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao không? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi! Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Rồi bỏ bao dụng ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định.
Chỉ định làm sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Rồi anh chỉ lại tôi. Anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay ạ. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình, cái mình. Cái mình. Dễ nghe hát nè. Chờ lại chuyện hai chúng mình. Chồng ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Đó. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay hát đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng, mưa nắng là chưa có tay, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu, chuẩn bị nè, ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi. Tới anh bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Cái chân cái chân hả? Cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý mới có tóc. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè. Cái gì? Cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Cái răng. Có rồi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi cho để làm chi? Có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. Cái lưỡi. Có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi. Lưỡi thua hả? Về. Cái lưỡi. Có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, làm lợi. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi. Xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười. Xin đừng đón đã gọi mời, vì tôi tình chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi. Tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ác ôn vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à. Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em. Thà như giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến. Nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng. Có lòng ăn ha. Bây giờ bắt đầu tới anh. Tôi. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gươm người sang. Trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoàng ngài vuốt râu cười. Đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi, râu rồi linh ơi. Hay quá hay trời ơi. Kiếm cái gì khó khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái lưng. Hát đi. Cái lưng hát đi. Có. Mình
có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi nha. Anh Giang ơi, lưng đồi chứ không phải lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông cái anh mông. Không Giang anh, không có bài nào có mông nha. Có mông thua. Anh Giang tôi không. Cái nào. Mông. Người lướt mây trời vào kiếp sống không chung với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Mông thôi cái đó chơi anh Giang không chơi à. Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mấy hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đầu vô làm chi? Thôi bây giờ chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật vậy nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi, vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do Twilight Zone. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như cát biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc sinh nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần cách bà có chồng phải quản đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như cát biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau lưu giới dân Sơn và Hoài Linh.